Thủ môn Văn Toản xin lỗi và giải thích về sai lầm trước toàn đội U23 Việt Nam. Phút 34, Ben Davis tung cú sút xa trái phá, bóng tìm đúng vị trí Văn Toản đã chọn. Những tưởng thủ môn sinh năm 1999 sẽ tóm gọn trái bóng thì khoảnh khắc sai lầm xảy ra, U23 Việt Nam bị gỡ hòa 1-1. Ngay sau tình huống, Văn Toản cũng gặp chấn thương ở tay trái và phải rời sân nhường chỗ cho Quan Văn Chuẩn. Khi về khách sạn, Văn Toản đã đứng trước toàn đội để giải thích cho sai lầm của bản thân. Văn Toản cho biết anh bắt không trúng trái bóng khiến bóng đập vào ngón tay dẫn đến chấn thương. Cơn đau đột ngột khiến Văn Toản mất tập trung trong khoảnh khắc quan trọng. Đồng thời, anh đã tưởng bóng bay hết đường biên ngang. Sau khi nghe thấy tiếng hét của Việt Anh, Văn Toản mới quay người lại cứu bóng thì mọi chuyện đã muộn. Bóng đã lăn qua vạch vôi trước khi Văn Toản kịp đẩy ra. Trong khi các cầu thủ U23 Thái Lan ăn mừng, các đồng đội thất vọng vì bàn thua. Văn Toản ngồi xuống sân, cởi găng tay và ra dấu cần sự trợ giúp từ đội ngũ y tế. Khi bác sĩ Choi Joo-young tới nơi, Văn Toản nói cháu gãy tay rồi. Tuy nhiên, bác sĩ Choi trấn tĩnh Văn Toản và kiểm tra thấy chỉ bị trật khớp ngón tay. Bác sĩ Choi làm thủ thuật ngay tại sân, sau đó băng bó cho Văn Toản. Với chấn thương này, anh cần ít nhất 1 tuần để hồi phục. Khoảng thời gian này khiến Văn Toản chắc chắn lỡ hẹn với phần còn lại của vòng bảng. U23 Việt Nam lần lượt gặp U23 Hàn Quốc và U23 Malaysia vào ngày 5 và ngày 8 tháng 6. Ở trận gặp U23 Thái Lan, một số cầu thủ của U23 Việt Nam xuống sức vào cuối trận hoặc gặp chấn thương nhẹ. Danh Trung bị căng cơ nhẹ, được trợ lý huấn luyện viên cõng rời sân. Minh Bình và Văn Khang cũng bị đau nhẹ do va chạm khi cơ thể đã xuống sức. Trước trận đấu, U23 Việt Nam gặp khó khăn khi một số cầu thủ bị đau bụng. Trong đó, trung vệ Thanh Bình không thể góp mặt trong danh sách đăng ký thi đấu. Tiền vệ Hoàng Anh ngồi dự bị không thi đấu, số còn lại phục hồi sau khi uống thuốc và có thể ra sân. Hai lần vượt lên dẫn trước nhờ các pha lập công của Tuấn Tài và Văn Tùng, U23 Việt Nam vẫn đánh rơi 3 điểm tiếc nuối trước U23 Thái Lan ở phút bù giờ. Ở lượt trận tiếp theo vào 20 giờ ngày 5 tháng 6, những chiến binh rồng vàng sẽ chạm trán U23 Hàn Quốc. Đội bóng đã thắng đậm U23 Malaysia 4-1 ở trận đấu diễn ra trước đó.